Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 23 tháng 7 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Phát hiện vi phạm về kinh tế tại 4 dự án và theo thanh tra thì thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kết luận thanh tra số 04/KL/TTR về việc thanh tra tại công ty cổ phần xây dựng số 1 Thái Nguyên, trong đó chỉ ra một số vi phạm về kinh tế tại các dự án do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Đoàn tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế toán, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và người lao động, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện đầu tư xây dựng thời kỳ thanh tra năm 2019-2020. Công ty cổ phần xây dựng số 1 Thái Nguyên có vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là thi công xây dựng và nhà, các loại xây dựng công trình đường sắt, đường bộ xây dựng, các công trình kỹ thuật dân dụng, thương mại kinh doanh nhà ở. Qua thanh tra cho thấy, một số chứng từ còn chưa đầy đủ chữ ký duyệt của giám đốc, chưa mở đầy đủ sổ sách kế toán. Một số sổ sách kế toán còn chưa có đầy đủ chữ ký của kế toán giám đốc công ty. Hạch toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa chính xác. Công ty hạch toán một số khoản chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền phạt vào chi phí sản xuất kinh doanh còn chưa đúng quy định, dẫn đến xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa chính xác. Ngoài ra, công ty thực hiện mở các sổ kế toán chi tiết tổng hợp để phản ánh theo dõi các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, tuy nhiên còn thiếu sổ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết tiền vay và một số sổ kế toán như sổ chi tiết các tài khoản 13, 138, 338 còn chưa đầy đủ chữ ký của kế toán giám đốc công ty theo quy định của pháp luật. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, chưa thực hiện loại trừ các khoản chi phí không được trừ dẫn đến các thiếu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 85 triệu đồng. Kết quả kiểm tra hồ sơ 7 công trình do công ty thực hiện thi công, đoàn thanh tra xác định tiến độ thi công đảm bảo theo thời gian hợp đồng, phụ lục hợp đồng thi công xây dựng, trình tự thủ tục và nội dung biên bản nghiệm thu khối lượng công việc xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, thành phần ký biên bản nghiệm thu đầy đủ theo quy định, nhật ký thi công xây dựng và công trình ghi nhận đầy đủ theo nội dung mẫu, lập hồ sơ thanh và quyết toán công trình được chủ đầu tư tư vấn giám sát và nhà thầu thi công thực hiện đúng thời gian theo quy định. Đoàn thanh tra phát hiện còn tồn tại trong công tác nghiệm thu khối lượng một số nội dung công việc của 4 công trình do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Cụ thể, việc nghiệm thu khối lượng chưa chính xác về thực tế thi công dẫn đến số tiền đề nghị quyết toán tăng sai với trị giá là 158 triệu đồng. Thanh tra tỉnh kiến nghị công ty chứng chỉnh công tác hạch toán, kế toán theo quy định, mở đầy đủ sổ sách kế toán, chứng từ sổ sách kế toán phải có đầy đủ chữ ký theo quy định. Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành cần thực hiện quy định. Điều chỉnh số liệu trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính sau kết luận thanh tra, tổ chức họp rút kinh nghiệm về tồn tại hạn chế nêu trên. Thanh tra tỉnh yêu cầu thu hồi 85 triệu đồng vi phạm về thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019-2020 về ngân sách nhà nước. Thanh tra tỉnh đề nghị làm thủ tục giảm trừ quyết toán với giá trị là 158 triệu đồng vi phạm đối với 4 công trình do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư, gồm dự án cải tạo sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất nhà thiếu nhi Thái Nguyên, gói thầu xây lắp nhà điều hành, dự án cải tạo sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất nhà thiếu nhi Thái Nguyên, hạng mục rạp măng non, bể bơi, nhà lớp học 2 tầng, nhà để xe, dự án trường trung học cơ sở Nha Trang, hạng mục nhà lớp học 3 tầng, 18 phòng, dự án nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng, trường mầm non, Quyết Thắng. Và đó là thông tin ngày 23 tháng 7 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bố thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên đăng ký và chung nhé. Tạm biệt.